Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video mới nhất của Thôn Nữ Cá Tím. Hôm nay thì mình được biết là Thôn Nữ Cá Tím đã trở lại bán buổi sáng, nhưng mà không phải bán ở ngay chỗ đường Nguyễn Duy Trinh nữa, mà sáng thì Duyên sẽ bán ở chợ Bình Khánh. Chợ Bình Khánh này là nó nằm ở đoạn đường số 3, ngay khúc đằng sau chợ Bình Khánh luôn, là các bạn có thể đi vào đường Lương Định Của rồi rẽ vào là sẽ gặp. Nó ở ngay khúc chung cư Thuần Việt, các bạn thấy nha, đó chung cư Thuần Việt đó nè, đó. Và sáng nay thì Duyên bắt đầu trở lại bán buổi sáng ở một địa điểm có thể nói là mới, thì không biết là Thôn Nữ Cá Tím sẽ bán như thế nào. Bây giờ mình sẽ cùng vào bên trong để xem là tình hình bán buổi sáng của Duyên ra sao. Cái vị trí ngồi á, của Duyên là ở ngay đây luôn nè, các bạn từ khúc ngã ba rẽ phải vào là thấy gặp Duyên luôn. Đây là Duyên ngồi đây luôn nè cả nhà. Ơi, kể lại đi, sáng có ai gặp Duyên rồi? Có cái anh YouTube đó, anh chạy ngang đây nè, anh bịt kín mít rồi. Anh biết anh nói rồi. Anh nói là anh nói bây giờ anh mà đó anh quay về kênh ẩm thực, mà bây giờ anh quay về hoàn cảnh. Anh nói lúc trước anh quay em mà do là đông quá anh quay không có duyên. Biết kênh nào không? Anh nói kênh gì ta? Cà nướng anh. Bịt hả? Dạ 20. Dạ. Ăn gì? Hả? Gì? Cái gì? Xôi mặn hả? Ăn xôi không? Ăn xôi không? Không ăn anh ơi. Anh bịt kín mắt à. Cái anh đi tới đây nè, cái anh quay lại anh ấy. Trời ơi, hôm nay có duyên quá à, gặp cô nữ. Cái anh ơi, anh ngồi chơi thôi chứ anh quay không có view. Cái anh suy nghĩ sao cái anh quay. Anh quay. Còn cái gì ta? Mà em nói chuyện hồi em cũng đâu biết anh là ai. Không hỏi tên kênh hả? Thôi, anh nói tên kênh mà, anh nói cái tên gì mà em quên rồi. Trong đời à? Không, cái kênh gì á? Trọng Nghĩa kênh... TV hả? Không phải, cái kênh của anh cũng nhỏ à. Vậy hả? Ở gặp lúc mấy giờ á nhỉ? Sáng á, chắc giờ đó 7 giờ. Anh đi đâu lại trôi về đây ta? Anh đi qua quay bé Văn Thơ, mẹ. À, mẹ Văn Thơ mấy ở đây hả? Ủa, Duyên, chỗ này là lần đầu tiên Duyên bán hả? Hay là trước đó đã bán rồi? Đó giờ là gia đình em bán ở đây nè. Xong sau này cái về đây chợ vắng quá. Cái... quay qua ổng kìa. Đi đi xuống dưới quận 9 ở cái bán dưới luôn. Mẹ em hồi đó giờ bán đây mà. Bán đây lâu không? Bán mười mấy năm, bán từ lúc mà chợ cũ á, mà giờ lên đây á. Ồ, bán mười mấy năm hả? Và lúc đó bán của chỗ này luôn không? Hay là bán ở phía mặt trước? Ông hồi đó là bán bên kia rồi. Bên bên cũng là chợ Bình Khánh chỗ này luôn, nhưng mà ở phía trên kia hả? Chợ này mới về đây được mấy năm à. À là hồi đó ở dưới kia kìa chợ đông lắm. Sau này cái giải tỏa đó, cái về lại đây nè, mới vắng. Ồ, cùng xong rồi nó xây chợ mới hả? Dạ. Rồi về đây nè. À cái vắng quá, bán ế quá, bán dù cái bắt buộc phải đi. À. Rồi sáng Duyên ra đến lúc mấy giờ? 4:30 là em đi từ nhà lên đây. 4:30 là từ đây là 4 đứa luôn à? À, hay là 5 đứa? 5 giờ chắc cỡ 5 giờ, 4:30 mình đi mà. Ừ, chắc hơn 5 giờ là hơn 5 giờ từ đây. Ờ, rồi sao mình lại lựa chỗ này mình ngồi? Tại bên đây đông còn có người đi le que gì đó, còn bên kia là nhắm mắt đi không đụng ai luôn. À, do chỗ này ngồi là người ta đi qua đi lại nhiều hả? Có người đi chợ ở dưới đây, còn trên kia không có ai đi hết á. À, mặt phía trước hả? Quên lên đó là nhắm mắt không được ai luôn. Là bán ai trên đó. À, rồi sao anh thấy mình không bán được khúc cái chỗ buổi sáng 12 bán á? Cái đó buổi sáng đâu bán được, mình chỉ bán buổi chiều công nhân đi về thôi. Nhưng mà hồi xưa, hồi trước là Duyên bán buổi sáng là bán được ở khúc chợ... chợ Tân Lập. Bữa nay chị em bán rồi. À, cái gì vậy em đó? Nên xuống đây. À, vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên ngồi đây bán luôn hả? À, do ngày đầu tiên thì à, bán không, sao? Không có chợ, mình mới xuống đây mình bán đỡ thôi, chứ bán ở đây bán ế lắm. Tại vì không có chỗ ngồi, mình xuống đây để kiếm được chỗ là em đâu có ngồi đây đâu. Ví dụ lâu lâu mình nửa tháng, tháng mình xuống mình bán một lần đó thì được. À, bán thường xuyên là xong luôn. Ủa? Vậy buổi sáng qua lại đây bán thì bán nhiêu ký? Làm nướng 4 cửa ký. Dạ. Dạ 20.
hôm nay giờ sớm này nước mắm luôn hả? Kiểm tra anh cái mà đừng bỏ mà hành. Không có hành ăn đâu ngon đâu. Ngày đầu ngồi đây bạn thấy sao chưa? Lai rai không? Lai rai, em sáng giờ bán được mười mấy bịch rồi. 17, bây giờ là khoảng tầm 9:30, 9:15 á. Bây giờ 9:15, ngồi đây từ lúc 5 giờ mà tới giờ là 9:15 mà bán được mười mấy bịch hả? À, chắc... hết chợ. Anh này là anh Thoại vui vẻ đúng không anh? Anh cái này là Thoại vui vẻ hả? À đúng rồi em. À trời ơi, anh cởi của trên ra đi, nhìn không nhận ra, anh cởi cái nón ra em mới nhận ra được. Anh không cởi em không nhận ra. Hỏi tiếp với anh nè. Ờ vậy là sáng nay cùng bạn hơi chậm hả? Chậm. Ngày đầu á, đúng không? Ngày đầu hay là ngày thứ hai gì đó cũng vậy. Kiểu như là người ta chưa biết á. Không phải đâu, chợ này là nó vắng gì rồi. Không có người, chứ không phải là mình bán không được mà là không có người đi á. Chợ mà cứ le ve một hai người. Mà từ sáng thấy đông không? Chợ sáng đông. À, ủa? Mình biết chợ ít mà sao mình không kiếm cái chợ nào mà nó đông hơn? Thì bởi em nói là không có chỗ đó, đâu có chợ đâu. Như lúc trước có chợ Dòng với lại chợ Tân Lập. Chợ Tân Lập thì chị em bán, còn chợ Long Thường thì dì Út em bán. Còn hồi đó bán chợ Dòng thì lúc mà ngồi chỗ đó mà bây giờ bị chủ chú không cho em ngồi nữa này, đâu có ngồi được chợ Dòng nữa đâu. À. Còn nếu mà bán chợ Dòng thì buổi chiều mình lại bán chậm. Là chậm bán ít đúng không? Tại buổi sáng mình bán là người ta mua ăn buổi sáng, buổi chiều người ta đâu có đi. Chỗ này thì thấy chợ vắng bởi vô thôi, nhưng mà thấy nó lát. Chợ này phải mấy giờ thì nó nghỉ? Hay là tới chiều tối? Chuẩn bị hết người rồi. Nhưng mà nó người bán thì bán tới chiều tối luôn. Mà còn người đi thì tới trưa là không có ai hết. À trưa. Giờ này là hết người rồi. Chủ yếu là công nhân đi nhiều không? Ở trong ở đây thấy là chung cư quá trời luôn. Thì cái người chung cư qua đây mua nhiều không? Hay là chủ yếu là công nhân là nhiều? Ở đây mới xây à, chưa có người về ở. À, vẫn có ít người ở đúng không? Với lại người ta đi siêu thị. Ờ, đúng rồi, chung cư thì thói quen đi siêu thị nhiều. Ờ, rồi giờ còn nhiều bịch đông chưa? Còn hai mấy bịch tay. Với lại có bao nhiêu ký đây hả? Tính hết luôn á, còn 30 mà. Rồi Duy Anh, còn nếu mai giờ ngồi một lúc nữa mà không ai mua thì mấy cái này sao? Cứ ngồi vậy hay sao? Em về em sẽ cùa. 10 giờ là em phải về rồi. 10 giờ về tại chiều bán lại là... Vậy em phải vô nước mắm, em xắt hành rồi nữa. Ủa nước mắm nay dậy sớm làm ha, ừ, cũng cực hơn nữa. Ủa tối hôm qua làm từ tối hôm qua hả? Dạ. Làm từ tối hôm qua hả? Nấu một tối. Xong rồi sáng dậy ruông vô. Dạ. Sáng dậy ruông vài thôi. Dạ, ruông. Nấu ít rồi. Giờ về bắt đầu chồng em đang nấu nha. Dạ. Mình nấu ngày nào bán nữa. Rồi ngày mai còn quay đây bán tiếp không? Sáng mai không? Sáng mai bán ngày nữa. Xem thế nào hả? Dạ. Không phải, tại sáng mai bán cho chú kia 10 bịch. Cho 9 bịch. Chú đó dặn rồi, cho nên là mai phải qua. Dạ. Sáng mai bán. Tiếp, ở đây. Và lại chỗ này là đằng sau chợ Bình Khánh hả? Đằng sau chợ, đằng sau lưng chợ Bình Khánh. Đi đường nào thì dễ đi nhất nhỉ? Lưng định của rẻ vậy đúng không? Thì nó mình đổ xuống cái khu chợ này dễ. Nay My với lại anh chồng My tên gì quên tên rồi? Cường Đô La. Cường Đô La. Không biết đâu Cường Đô La. Trời. Trời ơi. Quen thì tên toàn tên tuổi không à? Là đúng phụ bán hả? Không phải. À bán ra bán cùng chứ không phải cô. Hai đứa bán. Cái Cường Đô La nè. Còn chồng dưới là Phúc Biết Đô. Cường gì? Cường gì? Hello. Hello á. Hello. Đồ bia bán cà. Không nữa ngồi buồn đếm bịch cà để xong rồi lại tờ thấy 10 giờ không có buồn đâu nha, không phải là ế mà chưa có người mua. Đang chờ người mua đúng không? Nhất là ế. Không đâu có ế đâu, kêu ngồi buồn đếm bịch cà đâu mà.
Thế là không ai nói chuyện nữa, ngồi xong đấy bất cả. Nó Duyên, Duyên có tính là kiếm chợ nào gần đây nữa không? Có chứ, em kiếm chợ bán buổi sáng chứ không có bán này. Ở đây bán tạm rồi chứ nướng ở đây là buổi sáng chứ bán ấy là đâu có lời đâu, cho nên là kiếm chỗ khác mình bán. Ở đây là bán đỡ. Vừa nãy đồ là Duyên sắp sửa ra mắt sản phẩm mới hả? Vài bữa nữa. Sản phẩm gì đó? Bán ở bên Nguyễn Duy Trinh đó cô. Ủa chứ không phải nó bán trong này hả? Trong dạ. Con đó cũng bán gà nướng đó. Gà con đó. Bán hổm ta mua rồi hết rồi còn có miếng nó bán rồi hôm nay không thấy nó nữa. Dạ. Nhiêu hả? Dạ. Người ta không lấy nước mắm đâu, lấy lộ đi. Chị gà nướng chị. Chị một nóng con ngon nóng bất nóng. Bịch nhiêu em? Dạ hai cha mày. Lấy hai bịch đi lấy 35. Lấy hai bịch đi lấy 35. Cài nhiều lắm á chị. Cái này em chưa bỏ hạt, mới lột. Cái hai bịch không? Giá bà đi. Bà chạy vô. Giá bà đi. Bà chạy vô. Giá bà đi. Ờ, đỡ quá, cảm ơn. Dạ, cho em áo xuống cho sạch đi ăn. Có tất cả tiền cái mày chưa con kia? Không ăn lắm. Ừ, ui, dạ, có tiền mày chưa hả? Dạ rồi nè. Có một cầm nè. 20 hả? Dạ, 20. Cảm ơn chị. Duyên tình bán thêm gì nữa? Vì bán em bán viên thực phẩm với hành phi. Cái này dầu hành không mỡ hành vậy con? Dạ dầu hành ăn chay được không ạ? Lại nóng ăn chay là ai ăn thì mình cho vào hả? Mình bỏ riêng. Ví dụ ai ăn cái đó thì 30 mà còn bình thường thì 20. À. Tại cái kia có thêm thịt hành phi được. Lại bán buổi chiều thôi hay là bán cho cả buổi sáng? Em chưa biết nữa, nếu như buổi sáng mình kiếm chợ mình bán được thì mình bán cái đó mà. Còn nếu như mà bán không được thì em muốn buổi chiều mới bán cái đó. Tại chỗ chính của em là vẫn ở chỗ đó đó. Duyên tính là khi nào là sẽ bắt đầu bán thịt? Chắc thứ hai, chắc hết tuần này. Hết tuần là thứ hai là bắt đầu chiều kiểu bán thịt. Ví dụ mà bây giờ em, tại vì em dẫn mấy đứa đi bán buổi sáng cho quen à. Rồi nếu mà em bán thêm cái đó thì em tập trung cho bán buổi chiều chứ em bán buổi sáng. Buổi sáng để cho hai đứa em không? Buổi sáng là mì với lại cửa euro 7. Dạ. Chứ tại buổi sáng mình phải làm mấy cái đó đó. Mà đâu có bán kịp, đi về mình đâu làm kịp đâu. Vậy là Duyên là dự tính là thứ hai sẽ bán thêm thịt. Ai muốn ăn thêm thịt đó cho nó khác hơn đó thì có thể thứ hai là này tới mua. Bánh mì thì cứng không?